con gà nướng xong mà người ta nướng xong mà có cái găng tay cho mình cứ tay mình xé mình ăn. Như gà nướng giờ mới nói là đã thèm ăn rồi đó mà. Nhớ như mà chúng ta buổi tối nay chúng ta mà muốn ăn đêm á, sau khi tắm con nóng xong mà muốn ăn đêm mà muốn nhậu muốn uống bia thế đó, thì chúng ta cũng có thể là mua cái gà nướng được mà. Bánh chắc lại chạy một con của gà nướng nó lăn quanh ở trong rừng đấy, và ở trong khu rừng đấy là có cái bóng gà nướng. Thì tối nay mình sẽ ăn cơm ở khách sạn luôn nha các bạn nhé. Mình cơm ở khách sạn và sau đó thì mình trước tiên là mình sẽ lên nhận phòng trước và mình cất đồ và em sẽ hẹn giờ xuống mình ăn cơm. Ăn cơm xong là mình sẽ để về nghỉ ngơi và mình sẽ tắm con nóng, thì em sẽ chỉ cho cái chỗ tắm con nóng như thế nào và mình tắm như thế nào. Cả nhà mình có đem đồ bơi hết đúng không ạ? Cả đoàn đều đem đồ bơi đúng không ạ? Còn khăn thì mình cầm khăn của khách sạn đi là được rồi, tại vì mình vào nhận phòng là mỗi người ở trong khách sạn là mỗi người có một khăn đúng không ạ? Thì cả nhà mình cầm khăn đi và nhớ phải cầm khăn về phòng nhé, chứ không là mình thả vào đâu đến lúc kìa đến ngày mai là họ lại gì ở trong phòng là không đủ khăn cho họ, là họ sẽ gì đòi khăn của mình, không có khăn trả cho họ là sẽ bị gì phải trả tiền đúng không, phải trả tiền cái khăn đó. Thì cả nhà mình nhớ phải cầm đi, mình đi tắm nước nóng mình nhớ phải cầm về phòng. Rồi và bên trong là thứ nhất là em dặn cả nhà mình nhá, tí nữa tại vì là gì về đến đấy thì mình xuống thì em cũng không tiện dặn được, tại vì là dặn ở trên xe thì nó dễ, mình nghe nó dễ hơn đúng không ạ? Rồi và mình về xong đấy mình tắm xong á, và nhớ là thì ở cả nhà mình nhớ là sau khi mình tắm xong mình chắn người sạch sẽ, xong mình hãng đi vào trong cái phòng hấp xông hơi, với lại gọi là ở bên này gọi khảo xăng là gì ạ? Lò nướng người đấy, nghĩa là hấp đó. Và mình xông hơi. Thì khi mà hấp người hoặc là xông hơi xong mà nó chảy mồ hôi rất là nhiều mồ hôi và người mình ngày mai nó sẽ nhẹ hẳn đi. Và cả nhà mình nhớ là mình tắm trắng xong sạch sẽ xong mình hãy vào trong đó xông hơi nha. Và sau khi xông hơi xong mình lau khô người là được rồi, xong sau đó là gì ạ? Mình mặc quần áo vào và đến tối về mình muốn tắm lại thì hãy tắm, chứ mình đừng xông hơi và khi mồ hôi cái lỗ chân lông của mình nhá nó thì giãn ra và mình lại chạy ra mình lại tắm lại lần nữa là nó sẽ không tốt cho cơ thể mình đâu nha cả nhà nhá. Nhớ mà xông hơi xong và lau khô là quần áo vào được rồi. Và mình vào trong cái khu vực này ấy, cả nhà mình nhớ mình có đem mũ không, mũ độ chụp tóc không, nhất định là phải có. Nếu mà không có mũ độ chụp tóc đấy họ sẽ không cho vào mình vào bên trong. Hôm trước em cũng có dặn Quyết và Quyết hình như là có dặn cả nhà mình đúng không, có nhắn trên nhóm rồi đúng không? Rồi cho nên là thì tối nay nếu mà chúng ta mà thì không có thì ở đấy hình như là họ cũng có bán đấy, có 50 đại tệ một cái thôi, rẻ thôi, không là thì mua xong rồi đem về Việt Nam làm kỷ niệm đúng không? Rồi mình thấy hình như là có thể lại đắt hơn đâu, và rất là nhiều người nói là bên này có 50 đại tệ thôi, 40.000 Việt Nam mình rất là rẻ thôi. Thì cả nhà mình nhớ là khi mà tắm con nóng có một điều như này, các cô chú anh chị nhà mình xuống mình ngâm, thứ nhất là mình vào cái bể nào mà mình sờ thấy cái nhiệt độ nó bình thường khoảng tầm 30 độ thì mình hạ xuống. Đầu tiên trước tiên là khi mà mình trước khi vào tắm nên mình bị tráng tắm trắng trước đúng không, và họ sẽ có một cái gáo nước gáo để ở đó, và trước khi vào trong bồn là mình phải rửa chân đã rửa sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ đúng không, ai cũng muốn vào là mình sạch sẽ đúng không. Rồi và sau khi mình xuống mình ngâm á, ngâm xong là khoảng tầm 10 phút, 5 đến 10 phút thôi thì mình phải đi lên ngồi nghỉ một chút xong là mình hãng lại xuống nữa, chứ mình đừng ngâm liền, tại vì cái này cái khí lưu huỳnh khoáng lưu huỳnh á nó tuy là rất là tốt cho sức khỏe nhưng mà mình ngâm nhiều quá nó sẽ thì mình sẽ ngột người đi và sẽ không tốt cho sức khỏe chúng ta, và nhất là ai huyết áp á thì mình chỉ cần ngâm đến 3 phút thôi là mình phải đi lên nha cả nhà mình nhá, chứ đừng ngâm lâu quá đến lúc thì lên là khuỵu gối luôn. 3 phút thôi, nếu mà ai huyết áp cao ấy, các cô chú anh chị cô chú nhà mình mà huyết áp cao ấy thì mình ngâm 3 phút đến nhiều nhất là 5 phút là mình đi lên mình ngồi một lúc xong sau đó mình lại xuống ngâm tiếp, chứ mình đừng ngâm liền luôn và thấy ngâm mùi thấy quá dễ chịu quá mãi cuối cùng lên là khuỵu gối qua mắt. Rồi thì cả nhà mình nhớ giúp em nhá. Và khi mà mình ngâm quen ở cái bồn nước 30 độ rồi
rồi thì mình hẳn đi sang cái bồn nước, nó có cái bồn nước là 40 độ, cái bể nước là 40 độ. Nói bồn thì nó là nhỏ quá, cái bể nước 40 độ. Nó còn có cái bể nước lạnh nữa. Nếu mà mình ngâm ở cái bể nước 40 độ xong á mà mình thấy nó nóng quá không chịu được, mình sẽ nhảy sang cái bồn nước lạnh, rất là dễ chịu. Và khi nhảy sang bồn nước lạnh khoảng tầm 2 phút thôi, mình lại nhảy sang bồn nước 30 độ. Ôi, và bên trong đó thì nó cũng có thì xả nước spa cho chúng ta. Mình tự bấm cái nút xả, nó xả vào luôn, nó rất là dễ chịu. Thì hôm nay thì mình sang đây để thường thường ngồi ở trong văn phòng áp lực, hôm nay mình sang đây để xả stress, đúng không ạ? Mình tắm xong rồi đến tối về cũng rất là ngon, và đến sáng hôm sau thấy nhẹ hẳn người đi. Cả nhà mình nhớ nhá. Và nếu như mà ai mà có răng giả thì cả nhà mình nhớ là khi mình tắm mình đừng cười nhá. Và mình cũng nhớ là ngậm miệng vào và mình đừng rửa mặt nhá. Rất là nhiều người thấy là khi mà tắm cái da của mình nó rất là thích và bảo ui thôi rửa thêm mặt nữa để cho nó đi. Nếu mà mình rửa ấy mà mình chỉ có đưa lên và răng, nhớ mà có răng giả ấy là ngậm chặt miệng thôi nhá. Như hôm trước là có chú, không biết cái răng của chú làm bằng cái chất liệu gì thì em không biết, nhưng mà nhưng mà khi mà chú tắm xong rồi lên, bốn cái răng cửa của chú nó đen xì luôn. Và mới đầu thì chú không biết đâu, là chú bảo ui sướng lắm rồi thì chú nói và chú cười ra bốn cái răng đen xì xì luôn. Và cả đoàn cười vỡ mộng luôn và chú không biết. Và cuối cùng, và khi mà cái chất lưu huỳnh này nó ám vào ấy thì sẽ là phải mấy ngày hôm sau mới sạch cơ, chứ không phải là sạch được luôn đâu. Và đến 2 ngày hôm sau chú đi mà cả đoàn cứ treo cho chú cười, mà chú không dám cười, chú cứ mà càng cười vỡ mộng lên. Cho nên cả nhà mình nhớ, và nhất là những cái vòng này, cái vòng ví dụ vòng bạc ấy, hoặc là cả nhà mình cũng có thể là thử xem là mình có đeo cái vòng, có thể là ví dụ vòng bạc gì xem có phải là 100% bạc không, thì mình có thể là mình đeo xuống mình thử tí nó lên nó đen xì luôn, đúng không ạ? Rồi những cái là vòng kim loại này, vòng bạc này, vòng vàng, nếu mà 999 thực chất 1999 thì sẽ 4 con 9 thì nó sẽ không có đổi màu. Nhưng mà hiện nay rất là nhiều những vàng người ta sẽ cho một cái số cái tạp chất vào nữa thì nó sẽ đổi màu, biến màu. Nhiều lúc bảo ôi tôi mua vàng 999 mà tại sao nó lại đổi màu, đó là cái vàng của chúng ta là bên trong nó có cái tạp chất. Cho nên là nếu mình có vòng vàng bạc kim cương là mình tháo hết ra xong hẳn đi tắm nha cả nhà mình nhá. Chứ mình đừng đeo xuống mà đến lúc nhìn thấy mới đầu hôm qua sáng lặng mà đến giờ tắm xong nó đổi màu thì cũng hơi ngại ngại một chút, đúng không ạ? Không phải là 100%, đúng không ạ? Rồi cho nên cả nhà mình nhớ nha. Tí nữa mình về mình tắm khoảng nóng thì tí nữa bên khách sạn thì em sẽ chỉ chỗ cho chúng ta mình tắm khoảng nóng như thế nào, lúc nào, giờ nào mình đi, và chỉ chỗ cho cả nhà mình nhá. Rồi thấy ở càng về phía Gia Nghĩa với Năng Đầu của Đài Loan mình đã nhìn thấy phát hiện được rất là nhiều cầu, đúng không? 30 độ. Ở bên Đài Loan này có cái nét văn hóa là trầu, người ta nói là trầu cau là sân vui của các đàn ông, cho nên là đa số là đàn ông người ta ăn trầu. Trước kia thì các cụ nhà mình nhé, trước kia thì thường ăn trầu để chắc răng, đúng không ạ? Ăn trầu nó chắc răng. Nhưng mà bây giờ người nam giới ở bên này ăn trầu nhiều, càng ăn thì càng 20 độ sụn răng đấy. Tại vì là cái trầu nó tên không có tự nhiên như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình tên trầu là trầu này, cái vỏ và đỏ, đúng không? Là cái vỏ và rễ cau ấy, đúng không ạ? Cây chay ấy, rễ chay ấy. Và còn có miền Bắc là còn có thuốc lào, có vôi, rồi có cau, như cau của mình là sẽ tách ra từng miếng một, đúng không ạ? Nhưng ở bên Đài Loan này người ta ăn người ta chỉ có mỗi một cái lá trầu, và một quả cau thì ăn luôn cả vỏ, cả hạt luôn, ăn nguyên cả quả luôn. Và ngoài ra thì còn có có vôi, nhưng ở bên Đài Loan này người ta không có khai thác vôi tự nhiên, và người ta làm bằng vôi nhân tạo. Vôi nhân tạo làm bằng cái gì ạ? Bằng cái bột canxi trộn với
rượu cao lương. À, bột canxi với rượu cao lương thì cái này nó là hóa học rồi. Cho nên là gì ạ? Bây giờ người ta ăn trầu và càng ăn sẽ gì ạ? Càng rụng răng, rụng hết cả răng ra. Và hiện nay chính phủ đang khuyến khích người Đài Loan, người dân Đài Loan là không nên ăn trầu. Tại sao không nên ăn trầu? Tại vì người ta xét nghiệm ra hiện nay 80% những người bị ung thư vòng họng đều là có ăn trầu. À, cho nên là khi mà bị ung thư, người dân bị ung thư nhiều thì chính phủ sẽ bỏ tiền ra để chữa bệnh cho họ càng nhiều, thì chính phủ sẽ khuyến khích, đã khuyến khích người dân không nên ăn trầu. Tại sao mà người ung thư càng nhiều thì chính phủ bỏ tiền ra chữa bệnh càng nhiều? Tại vì ở bên Đài Loan này, cái phúc lợi xã hội ở bên này rất là tốt, và nhất là cái bảo hiểm y tế ở bên Đài Loan này, khi mà sinh ra, người dân sinh ra là đã phải đóng bảo hiểm rồi. Như ở Việt Nam mình là bao nhiêu tuổi mới phải đóng bảo hiểm, hay là đóng bảo hiểm tùy theo mình, nhu cầu của mình, đúng không ạ? Còn thì ở bên này là bắt buộc bảo hiểm toàn dân. Và khi mà thì à, đến năm đóng đến năm thì là 65 tuổi, ở Việt Nam mình bao nhiêu tuổi về hưu? 60, đúng không ạ? Ở bên này nam nữ đều giống như nhau, 65 tuổi là về hưu. Và sau khi về hưu ấy thì người ta sẽ được hưởng toàn bộ những phúc lợi xã hội. Thứ nhất là gì ạ? Mỗi tháng sẽ được 3.500 đài tệ tiền tuổi già. Rồi, và đi nơi đâu đi đâu, ví dụ mình họ đi cái xe buýt ấy, đi những cái hệ thống giao thông công cộng ấy, đều là gì ạ? Một nửa tiền. Còn nếu vào những cái khu vui chơi giải trí ấy, thì chỉ cần nộp 10 đồng tiền bảo hiểm thôi, miễn phí hết. Rồi, cả nhà mình có biết là gì ạ? Ví dụ giống như là bọn em trong cái ngành du lịch này, nếu mà em có cái thẻ du lịch này á, chỉ cần cái thẻ của em, nếu như người dân bình thường mà đi thì à, đi như hôm qua mình đi cái trạm tàu điện ngầm đó, bình thường người dân là đi là gì ạ? 20 đài tệ một trạm. Hôm qua mình đi mấy trạm? 5 trạm đúng không ạ? 5 trạm. Mình biết là dùng cái thẻ của em mà cả nhà mình đi bao nhiêu tiền không ạ? Có 20 đồng một người. Cái thẻ của em nó tuyệt vời đến như thế. Cho nên là tại sao mà gì ạ? Công ty du lịch là thường là xếp cho em đầy đoàn, là gì ạ? Em đi vào các nơi, phiếu các thứ mà nó sẽ được giảm giá. Đó, nếu mà của chính phủ á thì là sẽ được giảm giá. Đó, cho nên là gì ạ? Cho nên là nhất là ở bên Đài Loan này, phúc lợi xã hội của người ta rất là tốt. Nên là gì ạ? Những người già ở bên này ấy, người ta được cái phúc lợi xã hội. Và nhất là những người bảo hiểm, mà khi người ta nộp cái bảo hiểm y tế này xong ấy, và người ta bị bệnh ung thư á, khi mà người ta bị bệnh ung thư thì bác sĩ sẽ cấp cho người ta một cái giấy là gì ạ? Một cái thẻ bệnh gì ạ? Hiểm nghèo, bệnh gì ạ? Mãn tính, rồi những cái bệnh ví dụ mình có gì ạ? Huyết áp cao, những tiểu đường, rồi đi thử rửa thận, rồi đi xạ đi gì đó, thì sẽ được gì ạ? Bác sĩ người ta cấp cho một cái thẻ đó. Và khi mà được cái thẻ đó thì gì ạ? Chữa bệnh đều miễn phí hết. Và nếu như bị ung thư thì người ta có cái thẻ đó, có cái thẻ đó thì miễn phí, thì chính phủ sẽ phải trả tiền chữa cho những người đó rất là nhiều, rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên hiện nay chính phủ là khuyến khích người dân không nên ăn trầu. Nhiều người bảo thế sao, tại sao không cấm luôn đi, lại gì ạ? Chỉ có khuyến khích thôi. Tại vì hiện nay ở trên Đài Loan này, cái số người dân mà cuộc sống của người ta nhờ vào cái ngành gì ạ, bán trầu này rất là đông. Cho nên nếu như mà cấm bán trầu thì sẽ gì ạ? Người dân, những người dân đó người ta sẽ thất nghiệp, thì chính phủ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền rất là lớn, vô cùng lớn để gì ạ? Đền bù. Và ngoài ra là tìm việc làm cho những gì ạ? Người dân này. Và cũng như là gì ạ? Mười mấy năm trước, khi mà lúc đó là gì ạ? Chuẩn bị ra cái thẻ phí thu đường, cả nhà mình đi từ hôm qua hôm nay mình đi lên đường cao tốc rất là nhiều, đúng không ạ? Cả nhà mình có thấy bác tài bác đỗ xe xuống để thu phí không, phí đường không? Không, đúng không ạ? Ở cái mảnh đất Đài Loan này, một cái đất nước công nghiệp và gì ạ? Sản xuất cái con chip điện tử nổi tiếng trên toàn thế giới. Hiện nay trên toàn thế giới dùng gì ạ? Con chip điện tử đều là gì ạ? Dùng gì ạ? Do Đài Loan sản xuất, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Người dân sau khi mà gì ạ? Người ta những trước kia những cái trạm thu phí đấy là những người công nhân người ta đứng ở trạm thu phí, người ta thu phí. Nhưng mà đến gì ạ?
là khi mà thay ra cái con chip điện tử này thì số những cái người đó người ta thất nghiệp rất là nhiều, và khi thất nghiệp nhiều thì chính phủ phải trả lương cho người ta 6 tháng lương, đảm bảo cuộc sống cho người ta trong 6 tháng, và sau đó thì hỗ trợ tìm việc làm cho những người này. Cho nên là chính phủ cũng đã phải bỏ ra một số tiền rất là lớn, chỉ có những người dân đứng ở trạm thu phí thôi mà cũng đền bù rất là nhiều rồi. Mà bây giờ là cấm không bán trầu, thì những người dân mà người ta trồng cau này, những người dân người ta bán trầu, những cô gái bán trầu thì phải đền bù, chính phủ đền bù rất là nhiều tiền, cho nên họ sẽ không làm như thế. Rồi, và trước kia nếu như mà 6 năm trước mình đi sang mảnh đất Đài Loan này thì mình sẽ sang bên này mình du lịch sẽ có sẽ được ngắm nhìn và nhìn thấy các cô gái tê thi mặc bikini bán trầu. Mình có nghe qua chưa? Đài Loan này có nét văn hóa cô gái tê thi mặc bikini bán trầu, nhưng mà bây giờ sang bên này thì không còn nữa. Sau khi 2016 bà Thái Anh Văn bé lên làm tổng thống, bà đã thấy là các cô gái mặc bikini này là mặc lộ liễu quá, làm ảnh hưởng đến cái nét văn hóa của Đài Loan và làm mất giá trị của người phụ nữ Đài Loan. Cho nên bà đã cấm không cho mặc bikini bán trầu nữa. Hiện nay em đừng nói là hiện nay là mình nhìn thấy các quán trầu mà có đèn chớp, đèn xanh, đèn đỏ đó, đó là quán trầu. Mà nhìn vào bên trong thì không thấy cô tây thi nữa và toàn thấy bà nội tây thi thôi, chứ không còn tây thi nữa rồi. Và đến ngày mai mình đến cái khu đầm Nhật Nguyệt rất là nhiều các quán trà đó, tại quán trầu ở đó thì chúng ta cũng có thể là nhìn thấy họ bán trầu. Và tại vì Bắc Đài nhà mình hình như Bắc không ăn trầu á, cho nên là em không có trầu ở đây, chứ không thì em cho cả nhà mình xem cái trầu ở